một ngôi sao của Học viện Cảnh sát. Với lý tưởng cao đẹp, trái tim tôi đã hoàn toàn quyết tâm trong việc phục vụ cho người dân. Và một tình yêu trong mơ. Nhưng chúng ta cần phải để cho thanh tra The Leon phải tiếp tục nhiệm vụ lần này, phải nhờ sự giúp đỡ của người anh song sinh cậu ấy. Đón xem bộ phim hình sự Philippines Mật Mã Song Sinh 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ mùng 10 tháng 5, duy nhất trên INTV.